안녕하세요. 저는 민아입니다. 저는 베트남 사람입니다. Hôm nay thì mình sẽ hướng dẫn cho mọi người đó là cái món sinh tố xoài. Đây là một cái món sinh tố mà người Hàn rất là thích luôn. Rồi hãy không chần chừ gì nữa, hãy cùng bắt tay với mình để mình làm cái món sinh tố xoài này nha. Nguyên liệu thì gồm có đá viên, xoài, sữa đặc, sữa tươi không đường và sirup đường nữa. Bây giờ phần xoài thì mình sẽ gọt vỏ và cắt nhỏ ra. Sau đó sẽ cho vào cối xay. Tiếp đến thì mình sẽ cho vào đây 60ml sữa tươi không đường. sữa đặc. sirup đường. g đá. Và tất cả các hỗn hợp này thì mình sẽ xay thật là sánh miệng. Thành phẩm đã xong, khi mà mở cái nắp sinh tố này ra, cái mùi của xoài nó rất chi là thơm luôn. Và mình muốn thưởng thức liền bây giờ luôn. Mình sẽ đổ nó ra một cái ly nè, sau đó sẽ trang trí lên một ít xoài cắt. Đây là công thức của một quả xoài, còn nếu như mà 2-3 quả thì mình cứ nhân công thức này lên để mà làm nhé. Bây giờ hãy cùng mình để mà thưởng thức cái ly sinh tố thật là ngon này nha. Em nói sau khi đã hoàn thành xong, mình sẽ có một ly sinh tố rất là mát lạnh và rất là thơm ngon nữa. Vì mình sử dụng xoài rất là nhiều cho nên là cái nước này nó rất là thơm và cảm nhận nó rất là mát, mà kiểu không có quá là ngọt đậm mà là ngọt khá là nhạt. Và một mùa hè trời nắng gắt thì đây là một biện pháp rất là hữu hiệu giúp cho mình giải tỏa đi bớt những cái căng thẳng và lo âu. Cảm ơn mọi người đã xem hết cái video này của mình nhé. 안녕히 계세요. 맛있게 드세요.